Tuấn Thần Đèn và Mạnh Gỗ gặp biến, hàng chục công an bao vây nhà hai trùm giang hồ cộng cán xứ Thanh. Hình ảnh hàng chục chiến sĩ công an xuất hiện tại nhà riêng của hai trùm giang hồ cộng cán khét tiếng xứ Thanh được thu hút sự hiếu kỳ của người dân cũng như đã thu hút sự quan tâm lớn của cộng đồng mạng. Khoảng 11 giờ trưa ngày 11 tháng 5, trên tuyến phố Lê Hoàng, phường Lam Sơn, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa, hàng chục cảnh sát gồm các lực lượng, cảnh sát cơ động, cảnh sát hình sự, công an tỉnh Thanh Hóa đang ngăn đường, không cho các phương tiện và người dân qua lại. Đặc biệt sự xuất hiện của hàng chục cảnh sát trước và trong nhà riêng của trùm giang hồ khét tiếng xứ Thanh, Nguyễn Anh Tuấn, tức Tuấn Thần Đèn. Theo quan sát, căn nhà hiện đang đóng cửa, lực lượng cảnh sát làm việc phía trong, bên ngoài có nhiều người trước cửa. Cùng thời điểm cách nhà Tuấn Thần Đèn không xa, tại số nhà 91 đại lộ Lê Lợi, phường Lam Sơn, thành phố Thanh Hóa, hàng chục cảnh sát cũng đang thực hiện khám xét nhà của một dân anh chị khác, đó chính là Mạnh Gỗ. Do Tuấn Thần Đèn và Mạnh Gỗ là hai nhân vật giang hồ cộng cán khét tiếng xứ Thanh, nên sự xuất hiện của cơ quan chức năng tại hai căn nhà này đã thu hút sự hiếu kỳ của người dân xung quanh cũng như cộng đồng mạng cả nước. Trao đổi nhanh với Tiền Phong, Thượng tá Đỗ Quang Huy, Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết ngay, có thông tin đầy đủ, cơ quan công an sẽ cung cấp cho báo chí. Tuấn Thần Đèn tên thật là Nguyễn Anh Tuấn, sinh năm 1974, trú phường Lam Sơn, thành phố Thanh Hóa. Tuấn khởi nghiệp bằng nghề trộm cắp xe máy, hắn tham gia vào đường dây trộm cắp và tiêu thụ xe máy chuyên nghiệp liên tỉnh, đã từng vào tù ra tội. Thế nhưng thanh thế của băng nhóm Tuấn Thần Đèn mỗi ngày một tăng bởi sự liều lĩnh, lì lợm và manh động. Lĩnh vực hoạt động của Tuấn Thần Đèn và đàn em là cho vay lãi cao, tổ chức xiết nợ, đòi nợ, cưỡng đoạt tài sản gây thương tích, hủy hoại tài sản, can dự vào các hoạt động kinh tế, bảo kê, thâu tóm các mỏ đất, cát. Nhóm của Tuấn vương vòi đến khắp các địa bàn để làm ăn gây mất an ninh trật tự, khiến người dân vô cùng hoang mang. Dưới trướng của Tuấn có hàng chục tay chân là các đối tượng hình sự cộng cán, từng có nhiều tiền án tiền sự, không ngại manh động, sử dụng vũ khí nóng để giải quyết mâu thuẫn. Hơn nữa, chúng có nhiều thủ đoạn tinh vi để đối phó với cơ quan chức năng. Thời gian gần đây, lĩnh vực hoạt động mới của Tuấn là thâu tóm các mỏ đất cát. Thủ đoạn của Tuấn là nơi nào được cấp mỏ khai thác đất cát, Tuấn liền chỉ đạo đàn em đến thăm dò rồi mua lại các phần đất của người dân xung quanh các mỏ. Sau đó, Tuấn đưa máy móc đến khai thác tài nguyên đem bán. Nếu các chủ mỏ có thái độ phản ứng, liền bị đàn em của Tuấn đe dọa, phá máy móc không để làm ăn. Chính vì vậy, mặc dù bức xúc cực độ, nhưng ít ai dám lên tiếng nếu biết đó là địa bàn làm ăn của Tuấn Thần Đèn. Thủ đoạn của Tuấn Thần Đèn là ít khi ra mặt hành động, mà chỉ đạo đàn em sẵn sàng vì đại ca mà vào sinh ra tử. Từ năm 2004 đến tháng 9 năm 2012, mặc dù không được cấp phép hoạt động kinh doanh tín dụng, nhưng hai vợ chồng Tuấn và Hương đã tổ chức huy động vốn thông qua ngân hàng và các cá nhân, rồi cho nhiều người khác vay nặng lãi. Lúc vay không cần thế chấp mà chỉ cần viết giấy nhận vay tiền theo mẫu có sẵn do vợ chồng Hương soạn sẵn. Lúc vay không ghi lãi. Khi thanh toán tiền vay cả gốc và lãi, người vay được lấy lại giấy vay tiền. Nếu người vay không thanh toán đúng kỳ hạn thì số lãi được nhập vào tiền gốc để tính giấy vay mới. Vào tháng 10 năm 2014, Tòa án Nhân dân tối cao Thanh Hóa đã tuyên án Nguyễn Quang Tuấn và vợ là Nguyễn Thị Hương về tội cho vay nặng lãi và tội cố ý gây thương tích. Sau khi ra tù chưa lâu, Tuấn Thần Đèn tiếp tục gây dựng lại thanh thế. Đến giữa năm 2019, Tuấn Thần Đèn lại một lần nữa bị cảnh sát bắt giữ vì là một trong hai đối tượng cầm đầu, trực tiếp chỉ đạo đàn em gây ra vụ án sử dụng vũ khí nã nhau trên khu vực cầu Đông Dương, đại lộ Lê Lợi, thành phố Thanh Hóa.